điểm ấy. So beautiful. Cái gì pháo nổ pháo xịt thì rơi kia. Chạy rã cái gì kia. Ôi nó thả nhiều cái pháo rơi chưa? Cái pháo nó cứ rơi rơi này. Hết rồi à? Đây là pháo nhà dân bắn. Không biết đâu luôn. Ơ, con ở những cái sao ở kia nữa kìa. I can see everything. Wow. That. Nhìn pháo nhà dân thì sao Thành ạ? Bắn gần nhà mình như này chắc pháo nhà dân. Còn bắn này tốn tiền chứ. That was amazing. Amazing. Wow. Amazing, good job. Yay. Ây yay. Nếu mà khi mà cái sau kia nó rơi xuống thì sẽ là sao? Mẹ. That was amazing. Ô, thế rồi đấy à? Nhưng kìa, bắn là tiết đằng xa xa kia Thanh kìa. Tiết đằng xa xa kia có bắn kìa. Thế đấy toàn là những cái điểm lẻ tẻ dân bắn sao? Ừ. Ồ, ồ. Ồ, sao này? Bắn lên thì mà xịt. Ừ. Cái pháo đấy chỉ là kiểu pháo sáng sáng thả trôi trên trời thôi. Chứ không phải là pháo hoa. Ơ, cái pháo. Thế nhỉ, tại sao những cái kia lại cứ rơi xuống vậy? Thì người ta bắn lên để nó rơi xuống. Ở kia có đỏ đỏ kìa. Cái gì á? Đấy. Cũng là những cái pháo đỏ đỏ này đúng không? Cái gì mà nổ xèo 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 như thịt rán đấy nhá. Chắc là chỗ đỏ đỏ kia. Thôi hết rồi đấy.